thi thao, tim ta mở trao hòa giọng ca nhịp vỗ tiêu dao. Em như thuở nào tìm anh từ cõi chiếc bao, trong mơ tràn về môi con tràn trề và vòng tay ghi chắc đam mê. Em như thuở nào hằng đêm đợi chờ chiếc bao, hôm qua ấm tình hôm nay kỷ niệm, ngày mai mọi mắt ngóng tìm. Em tưởng anh phản bội nên không muốn liên lạc. Xin lỗi anh nha. Anh biết mà cưng. Anh biết em cũng sợ bị liên lụy đúng không? Thằng hồi nãy là bộ mới của em hả? Mày vô đây. Nãy giờ đứng ngoài cửa mày nghe hết rồi phải không? Anh tha cho nó đi anh. Nó biết hết bí mật của chúng ta rồi, làm sao anh tha cho nó được? Em đâu nghe thấy gì đâu anh. Tha cho em đi anh. Tha cho mày hả? Bộ mày tưởng tao là thằng cùng đích hay là đàn bà mà dễ tin lời mày vậy hả? Anh Hải. Anh thả cho nó đi mà. Đi đi. Thôi, thả cho nó đi anh. Anh, thả cho nó đi, cũng như là tha cho em nha. Bà chủ ơi, bà chủ. Hả? Ông chủ về rồi kìa. Ta không sai. Ta không bao giờ sai. Không bao giờ sai. Uống rượu phải có đàn bà. Nó sai là nhà, là bà nhà la đó. Uống cái gì mà say quá vậy không biết nữa à? Đưa đây. Không sai đâu. Coi chừng té nè. Cẩn thận nha. Bước cẩn thận nè. Đó. Rồi quẹo trái nè. Sao mà đi lên. Ôi dạ. Thôi ráng lên đi. Tới rồi đây nè. Hả? Chết rồi. Quên mất. Alo. Alo. Trúc hả? Anh nè. Nghe nè, người ta gọi từ hôm qua tới giờ anh mới gọi lại. Hôm qua đi với em nào mà không bắt máy vậy? Không phải. Thôi anh xin lỗi mà. Hôm qua tại anh bận nhiều công chuyện quá cho nên không có gọi điện được. Em đừng có giận anh nha. Thôi đi, ai mà biết anh bận chuyện gì. Thôi mà, chiều nay anh chở em đi chơi, coi như là cho anh chuộc lỗi nha. Thôi được rồi, coi như là em bỏ qua đó. Vậy thì chiều nay nhớ đón em nha, không có được quên nữa đó. Ok, vậy mới là công chúa của anh chứ. Chiều nay anh sẽ cho em thật là nhiều bất ngờ. Thôi, bye em nha, hẹn em chiều nay nha. Bye bye anh. May quá, khỏe rồi. Gì nữa vậy? Vô đi. Cậu Long xuống ăn sáng. Được rồi, chị Tư xuống đi, em xuống liền. Mẹ ơi, con dậy rồi nè mẹ. Ê, đói quá. Có ngay đây. Dạ, con cảm ơn mẹ. Con á, đừng có chơi khuya quá nghe không? Sắp thi đại học rồi đó. Thi đại học thôi mà mẹ. Con trai của mẹ là học giỏi nhất trường. Giỏi hả con? Dạ, con học cái gì cũng giỏi hết trơn á. Nhưng mà con giỏi nhất á là xin tiền của mẹ. Mẹ ơi, hôm nay mẹ cho con tiền nhiều một chút nha. Con á, lúc nào cũng tiền. Như vậy là hư nghe không? Nhưng mà mẹ ơi, con mà không có tiền trong người á thì người ta không có gọi con là đàn ông đâu. Ngon quá. Mẹ ơi. Mẹ, cho mẹ không ăn đi. Mẹ ăn đi. Dạ. Nhà mình nhiều tiền mà mẹ, sao mà không xài được chứ. Cứ xài thoải mái đi. Trúc à, em nhắm mắt lại đi. Anh có một món quà rất bất ngờ muốn dành cho em. Nhắm mắt lại, nhắm mắt lại. Em ngồi xuống đi. Mở mắt ra. Happy birthday em. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Woo! Chúc mừng sinh nhật của em. Bây giờ em đứng lên, em cầu nguyện, xong rồi em thổi nến đi. Wow. Anh làm cho em bất ngờ quá à. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Chỉ cần em vui thôi, anh có thể làm được tất cả mọi thứ. Thật sự là anh làm cho em rất là xúc động. Sao anh nhớ sinh nhật của em hay vậy? Sinh nhật của em thì làm sao mà anh không nhớ được cái chứ. Em ngồi xuống đi, anh còn có chuyện muốn nói với em. Trúc, em đồng ý làm bạn gái của anh nha. Anh hứa là sẽ yêu thương và chăm sóc cho em. Em hãy tin anh đi nha. Anh sẽ yêu em đến suốt cuộc đời này. Gửi con ngoan. Với số tiền trong cái bóp này, mình có thể một phần lo cho con Lan ăn học. Nhưng mà biết đâu người ta cũng cần số tiền này cho một việc quan trọng thì sao? Không được, mình phải tìm để trả lại cho họ. Mình không thể lấy số tiền này. Mình biết họ ở đâu mà tìm. Hay là mình cứ ngồi đây đợi, họ mất tiền thế nào cũng quay lại tìm. Anh về nhà em yêu. Anh về đi. Em ngủ ngon nha. Anh ngủ ngon. Sao anh không về đi? Em ngủ ngon nha. Em sẽ ngủ ngon. Sao anh chưa chịu về nữa? Anh thấy em đứng ở đây một mình, anh thấy không có ổn. Anh không yên tâm. Em vô liền giờ nè. Dạ cô Trúc à, vậy anh về đi nha. Vậy em ngủ ngon nha. Anh ngủ ngon. Bye bye. Vậy bác ơi, cho con 2 ổ bánh mì. Ổ của con không ớt nha bác. Rồi. Chết rồi. Cái gì vậy anh? Em ơi, chết rồi em ơi. Chết cái gì? Cái bóp. Cái bóp anh là mất rồi. Trời ơi. Đó là tiền má em gửi với quê lên cho chị em đi sanh đó. Em mới gửi anh mà anh làm mất hả? Trời ơi, chết em rồi. Anh xin lỗi. Bánh mì của tụi con nè. Dạ bác ơi, con làm mất cái bóp rồi đó, nên bây giờ không có tiền trả tiền bánh mì cho bác. Con không biết tính sao nữa. Vậy hả? Nhưng dạ. Mà trong bóp tụi con để bao nhiêu tiền? Giấy tờ tùy thân sao? Bất cẩn vậy. Dạ, khoảng gần hai mươi mấy triệu á bác. Với giấy tờ tùy thân nữa. Tới 20 mấy triệu lần hả? Dạ. Sao tụi con để nhiều tiền dữ vậy? Dạ đó là tiền để cho chị con đi đẻ đó bác. Dạ. Bây giờ mất rồi. Chân nín đẻ quá. Trời ơi, em nói gì kỳ vậy? Thôi được rồi. Coi như là bác và tụi con đó, tụi con ăn đi. Dạ thôi bác ơi, con ngại lắm. Không sao đâu. Bây giờ bác cầm đi về nhà, để ngày mai bác cũng không ăn được đâu. Tụi con cứ cầm lấy mà ăn, đừng có ngại. Bác mời đó, cầm đi. Dạ. Mà cho bác hỏi nè, tụi con có nhớ là tụi con rớt cái bóp tiền ở đâu không hả? Dạ, bây giờ nó rớt rồi bác ơi. Mà tụi con đi vòng vòng ngoài đường nữa, chắc người ta cũng lụm mất rồi bác. Thôi con đừng có bi quan quá. Bây giờ con nhớ xem con đã tới những đâu. Nhớ lại coi, biết đâu mình lượm lại được làm sao. Biết đâu. Hay là nó rớt ở công viên. Ừ đúng rồi, dám rớt đó lắm em. Tụi con đi nhanh lên đi. Dạ. Cảm ơn bác. Dạ cảm ơn bác. Lên đi em. Chúc hai đứa may mắn nghe. Dạ. Đi lẹ đi anh. Từ từ. Bà hả? Bà hả? Bà đi đâu tôi gọi bà không được. Chúc mừng sinh nhật bà nha. Cảm ơn nha. Nè, bà đang làm gì ở nhà vậy? Tôi đang học bài thôi chứ có làm gì đâu. Trời ơi, giỏi quá ha. Ủa, bà không định làm sinh nhật luôn hả? Không có làm. Như vậy á, mà tôi rất là vui. Qua nhà tôi chơi đi. Tôi đang có chuyện muốn kể cho bà nghe nè. Có chuyện gì mà sao nghe giọng bà vui quá vậy? Hay là bà trúng số? Hay là lượm được tiền? Còn hơn là trúng số nữa. Ngày mai qua đi, rồi tôi kể cho nghe ha. Rồi, nếu rảnh ngày mai tôi sẽ qua, để tôi coi chuyện quan trọng của bà như thế nào. Ừ, nhớ qua nha. Bye bye. Bye bye. chắc là mình đem lên nộp công an đi, chứ đợi biết chừng nào mới gặp. Anh ơi, ở đây tối quá, em sợ quá à. Sợ cái gì mà sợ, mất tiền không lo kiếm ở đó còn sợ. Mà ở đây tối thui à. Tối là trong kia, ra đây sáng rồi. Lo kiếm đi để không người ta lấy mất giờ nè. Nếu không vì cái bóp với lại tiền sinh em bé thì em không có tới đây đâu. Rõ ràng hồi chiều mình ngồi ở đây, bây giờ mà kiếm không thấy á, chắc ta là mất tiêu rồi. Giờ sao đây không biết nữa, chắc em chết quá à. Rõ ràng thiệt tình là hồi chiều ngồi ở đây mà, sao mà ai tới ngồi lấy lẹ dưới trời. Trời ơi, bây giờ phải làm sao đây? Sao anh biết được? Chết quá à. Sao giờ đây nữa? Trời ơi. Cho hỏi cô cậu đang tìm cái gì vậy? Dạ Tụi con tìm cái bóp. Tụi con tìm cái bóp hả cô? Dạ Mất hồi nào? Dạ khoảng 7-8 giờ tối gì đó cô. Cái bóp đó nó làm sao? Dạ, nó màu đen. Bộ cô nhặt được hả cô? Bóp da thì cái nào mà không màu đen chứ. Dạ, trong đó có tiền nữa cô. Dạ đúng rồi đó cô. Dạ, giấy chứng minh nhân dân của con là tên Khang, Trần Văn Khang. Dạ. Sinh năm 1991 đó cô. Từ từ đã. Trần Văn Khang. Ở trong cái bóp á, nó có 20 mấy triệu với 25.000 tiền lẻ. Dạ, 25.000 là tiền của ảnh, còn 24.530.000 là tiền của con. Để trong cái phong bì á, ngoài phong bì có ghi là mẹ gửi con ngoan. Dạ, đúng rồi cô. Con tên là gì vậy? Dạ, con tên Ngoan cô. Tên dễ thương quá ha. Vậy chắc cái bóp này là của tụi con rồi. Đúng rồi nè. Đúng rồi anh ơi. Vì tính chờ mà không ai quay lại tìm thì sáng mai dì đem lên công an đó. Dạ Đúng, cái này là của tụi con rồi đó cô. Trời, nó vẫn còn anh ơi. Cô, con đội ơn cô. Con cảm ơn cô nhiều lắm. Con cảm ơn cô. Thôi khuya rồi, dì về nha. Dạ, cảm ơn cô. Cô thiệt là tốt. Trời ơi, cô tốt quá anh ơi. Mừng quá em. Em mừng quá. May quá. Cô thiệt là tốt quá. Đúng rồi. Kỷ niệm ngày